quay mặt người luôn nha. Rồi có lửa, trời nhanh nha, có lửa rồi đó. Cháy đó. Chà, tổng chắc chị thảo rác rồi câu cả. Nó còn lớn. Thế mày lỡ khét lát mấy đứa có nhường chị ăn hết không? Không. À biết hồi nãy chị Thảo nói sao không? Tối hôm nay mình quýnh bài để cái đêm mà con ra ai ăn thua, ai quýnh thua thôi ăn không được ăn cơm. Em còn cái vụ bình nước sao quýnh uống đi. Em cái này để anh lo cho. Anh lỡ anh nghe một cái anh chửi đang mua là cho mua cơm mua cho. Cả đám ăn. Cả đám ăn một cái bánh cơm. Bà lấy cho bà chết. Bà lấy cho bà chết. Anh bộ anh làm công tác bay video kìa ấy rồi, nhưng mình thấy bộ mình có công việc làm đó để mà nói. Anh chỉ để em được lò được hai cái đôi dép đó thôi. Vậy ăn chết luôn rồi, quay gì chết luôn rồi. Giờ lấy hết nè đó. Trời ơi, nước con mà cũng làm hiệu ứng nữa. Lòng. Lòng lên. Instagram à? Ừ. Ủa sẽ Instagram anh không biết đường vô, anh không biết đường. Vô cái này á hả? Ừ, ý là làm sao một cái đấy anh ấy anh không có biết. Món hôm món hôm sẽ dạy anh một khóa. Rồi cháy nè, cháy. Một khóa chụp ảnh Instagram. Mẹ thích thơm. Có cái gì ta, có cái coi gì đẩy mấy cục than ra. Thấy chưa? Lật qua đây có khác không cái liệu ạ? Lật qua. Rồi, ta hiểu rồi, phải thêm ốp rồi. Rồi, rồi, rồi. Quá vậy là nó không được. Hai ngày ăn quá không? Hai ngày đứng thịt bò ăn ngon nè chị. Còn được bao nhiêu con? Còn lại... Ủa còn tôm hấp chổng mà con? Dạ, còn đúng 5 con. Hai con này chín chưa ta? Mình nướng rồi mấy con. Tí nữa lấy bia rót vào trong cái ca nữa đó. Quýnh thua là uống bia vô. Ủa? Ngon, nó bắt đầu. Thì để là xem nó vô, mình chụp hình hình bẻ nó là xong. Con này lập cái đầu lại thôi chị, cho cái đầu nó nằm dưới. Dạ, anh Quý... Còn cái đuôi nó nha. Quýnh bài uống bia rồi, có ai đăng ký không? Không. Quýnh cái đó là biết ai bị dính rồi đó. Nếu như cái đó là lát mạng bút đó thôi. Ừ. Bút bút đó là con vô hái. Không một tí nữa lột sẵn ra đi, lột hai ba tép ra cái để đi cứ hai lần hai tép vậy đó. Tại vì cái vườn nó hết rồi, vô mốt á. Đi nửa ký. Chán thế là cái hồi chiều là uống nước đó, tối nay anh quyết là nửa đêm nó có kết quả. Tôi hết nhiều. Biết rồi. Đi nhưng mà tối không nên ăn vitamin C. Tối mình kéo đi viên ngày mai đi viên đám 12 giờ đi viên đám. Hôm bữa đó chắc do nước cam á. Nước cam. Tại biết sao anh ăn dịch không uống nước cam bị gì à? Quay uống nước cam là bị bữa đó là em ăn mày muốn nước cam. Này này chưa ăn đi vô mất. Thôi. Ăn luôn hả? Ăn đi. Ngon không? Ngon. Sao? Chết rồi em. Từ giữ nguyên, giữ nguyên. Chở hả? Lẹ lên lấy tôm nó kẹt về còn quay. Được. Được rồi, đây đây. Quất đi. Nóng sao ăn được, để ra đi. Cầm tay đi. Lẹ con tôm. Trời ơi. Lẹ chở tôm nhỏ này. Chạy rồi. Chưa kịp cắn nó giật lại. Nhấp mồi đó, cái này là nhấp mồi đó. Mặn quá trời. Mặn quá trời. Mặn. Chút mình vô mình chấm đường đi. Mặn quá trời mặn luôn. Cái này là cái này là ăn cái cơm được luôn á. Rồi chúng ta có nên nướng không? Nướng đi. Nướng này nướng lúc luôn. Mà đã chín rồi. Nhưng mà không có sao hết. Mệt mỏi giờ. Tự nhiên tắm chi vậy trời. Ừ. Tắm chưa tắm mà thôi. Tắm rồi. Tắm rồi hả? Mới vừa tắm rồi tức kỳ luôn. Thôi tắm gì đâu. Hết đồ lại rồi. Cái đồ để thay đâu. Nói gì đèn chết giờ đây. Ui. Mình biết ở lâu nên mình đem đồ nhiều lắm. Em đem đồ nhiều mà không đem đồ ngủ. Đem đồ ngủ nhiều lắm. Đồ làm thì ít mà đem đồ ngủ ngủ nhiều. Tại vì sợ mưa ướt. Mưa thì ướt rồi đi làm. Sợ ướt rồi ngủ. Ý là sợ mưa lại không có biết cái này giặt hay không. Mình cũng biết là cái này là cái này gọi là tư thế gì nè. Gì đó. Lúc mình làm ép ngang mưa xuống rất là sạch. Thì đem thì sao?
Ui à. Chiều mà hâm rửa mấy con cá thì chỗ này không ướt rồi. Chiều con cá nó nhảy gì mà nó nhảy ghê gớm luôn á. Hồi nãy em đang cắt cái tầm hả? Ờ. Hồi nãy tầm là cái lăng. Cái lăng là cái tầm gì cũng đâu biết. Lăng ở đây đâu có cái tầm. Bỏ vô cái thau rồi phải không? Rồi lấy thêm cái lỗ chụp lại nữa mà nó nhảy gì mà nó nhảy. Nãy em cắt con tôm nè, em đang cầm tay nó bay xuống luôn. Còn con sống á. Cắm luôn á. Con chết rồi. Cái con sợ con mới kéo ra này con rửa đó. Là ở gì lọt cái đó là không móc ra không được. Không có đường này. Ủa cái càng nó ăn được. Được chứ, thật không á. Tôm càng thật không nha. Chứ không có thật chè. Bữa chị mua cái này ở Bến Tre á, 250 một ký, mà to lắm. Chị bả lên luôn đi chị, còn hai con nó chị gác lên luôn đi. À, mà tôm càng Bến Tre nhiều nha. Dạ. Đợt bữa xuống Bến Tre công anh kêu ông lái điện 220 ông chích dứa luôn. Trời con nó bằng cổ tay mình vậy nè. Mà cái càng của nó mà xào tỏi lên á. Còn lắm. Bữa đó nhông luộc nước dừa. Dạ. Từ từ 220 có túi dư chiếc để điện thoại. Túi không có dư nữa. Thì dư túi. Ơ nặng quá nha. Cái gì cũng vô đó. Không bằng này không tụt. Ờ dạ tốt. Này em bả cục tim cục sạc dự phòng luôn cũng không tụt. Giờ đây em chưa thấy cục sạc dự phòng của anh đó chứ bỏ chắc luôn á. Chưa thấy cục sạc đâu. Rồi anh Phú thấy sẵn hồn luôn á. Anh bảo túi quần đâu được, anh phải cầm cái sợi dây anh cầm theo á. Đó. Ủa anh quay video nãy giờ hả? Ờ bình thường nó bình thường đi. Không chứ mình phải tắt tiếng. Không sao đâu. Không mà phải tắt tiếng. Không được. Sẽ vừa mở lên tới ngay cái này. Nhỏ này nó có đồ vậy. Ờ chết cha. Không được. Không bình thường. Lát sao ấy? À phải mở thôi. Anh phải tiếp cái chỗ đó lên. Cô tới là cái khúc mà em mang đồ ngủ nhiều hơn đồ đi làm. Không em mang đồ ngủ nhiều lắm rồi là ít sạch ra à. Còn con em mang đồ đi làm nhiều lắm cũng mang đồ ngủ. Mình có sáng kiến nào cái này nhỏ mới ngon. Mình có sáng kiến nào mình chấm với gì cho đỡ mặn không? Được. À, thì hiểu rồi. Hiểu. Anh tính nói ăn với cơm mà nói nhỏ ai ngờ con bé nó nói luôn à. Uống bia. Ừ, ăn đồ mặn phải uống bia. Chị nói thiệt. Nó nhìn chị như chị nó xạo lắm vậy. Hay là chấm chanh á. Cái này bỏ ít đường đúng không Nhi? Miếng thịt đó ít bỏ đường đúng không? Thịt mà thịt là bỏ muối. À. Cái tay bóc bỏ mà đắng nhưng mà. Ủa trời. Rồi bỏ thêm cái này cho em trắng trắng hả? Đọc không được. Cha mẹ. Nhẫn hả? Chỗ này nó không được. Cái này mà ăn với cơm nguội rồi á, bao hết luôn á. Để cho con mãi mãi bình yên, một đời dông bão tố, còn cái chữ này đọc được. Nó hết trong phần hả, đọc cái quà, cha mẹ. Cái này học đọc luôn, lạc lạc của mình mà đọc được luôn kìa. Cha mẹ. Cha mẹ nhẫn hả? Hay là... Cha... Nhân. Nhận. Cha mẹ nhận một đời bão tố. Ờ, nhận. Đó, vô chữ H xuống vô chấm đó. Nó chấm ngay vô cái vô hả? Một đời bão tố để cho con mãi mãi bình yên. Wow. Em đọc là nó đọc nè, đọc thật hình chữ nhãn đó. Em đọc là chữ nhãn. Đau cưng quá. Hết sợ luôn. Bởi chị Thảo ngồi hay vậy, không đau hả? Đau chứ. Đứng lên đi, để mất cái chân luôn á. Sao bạn bữa được, hôm bữa ngồi. Hôm nay mình bài đủ kiểu rồi ha. Hôm bữa ngồi đó. Hôm bữa đó con ăn chưa quỳ, còn. Rồi quýnh bài uống nước. Rồi quýnh bài ghi điểm. Chứ nó uống bạn, uống bạn tôm. Đọc qua thì kêu ai ăn nhất là ăn một con tôm, một tôm rồi có bao nhiêu con nữa mới dạng hết tôm này. Rồi thời gian nó ăn con tôm cũng hết cuốn luôn rồi. Cảm ơn con tôm thôi, mày Ngọc Quân kêu là ai ăn nhất là được ăn tôm, tôi chắc nó cuốn được mới dạng. Mẹ tôm.
Quýnh dán ăn 10 phút đó. Không, như ai, có nghĩa là ai quýnh ăn nhất không? Người ăn Úc lột tôm cho người nhất ăn. Thành quả sau 1 tiếng nướng tôm này các bạn. Bây giờ là bắt đầu vô thưởng thức nha. Video đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy video hay và hữu ích, nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp.